Nó còn dư cái chút đuôi phía sau nè, mình chắc phải 30 á. Cái đuôi này không là 30 cm này á, mình lại thấy 20 cm thôi. Dài lên coi là bao nhiêu nha các bạn. Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay một cái dàn móc gắn cho các bạn cùng xem ha. Nè, nhìn từ xa là em nó y chang như một cái con gắn lục luôn các bạn. Đây. Giống không? Y chang luôn. Nhưng mà em gắn lục đang cuốn nè. Thì từ từ nó lớn, nó dài ra, nó thẳng lại. Bên đây nè các bạn. Một dây luôn. Hết hồn không? Vậy hồi để hồi mình sẽ đo thử coi thôi, của em dài nhất là nó bao nhiêu mét các bạn. Thì cách đây một năm mình cũng có làm cái clip này rồi á, giờ mình lấy giống mình trồng lại các bạn. Đây, tỳ đất lên nè, từ trên đây mà nó đụng đất, cái dạng đụng đất luôn. Thấy chưa? Cái dàn mình cũng thả đơn giản thôi, nhưng mà trái nó đụng đất luôn rồi, giờ nó cuốn tròn rồi luôn. Nó đẹp chưa, trái rất là to luôn nha các bạn. Này cái cổ tay mình muốn bưng gần bằng cái cổ tay mình á, thấy chưa. Rồi đây mình lấy cái thước mình đo thử nó dài bao nhiêu nha các bạn. Các bạn mình sẽ đo từ cái phần ở dưới đất nè, nó đang đụng đất nè, mình chắc có khoảng 20 cm là đụng đất nè. Rồi trên tới trên là bao nhiêu nha các bạn. Nó còn dư cái chút đuôi phía sau nè, mình chắc phải 30 á. Cái đuôi này không là 30 cm này á, mình lại thấy 20 cm thôi. Đây, dài lên coi là bao nhiêu nha các bạn. Cái này là 1,4 m hơn các bạn. Đây, 1,43 m, tính cuốn luôn 1,44 m các bạn. Đây, dẫn từ cái phần trên xuống này. Đây, bây giờ chúng ta cái thước này. Okay. Đây, hơi xéo xíu thì nó ở sát thân gì khoảng 1,43 m, 1,44 m, tính ra là một trái trung bình chắc không phải 1,4 m các bạn, 1,4 m, 1,5 m ăn lên đó. Chất lượng chưa. Đây, số này nè, thấy chưa, 1,43 m, 1,44 m. Có thể cái trái này là nó ra đầu tiên, cái dài nhất rồi. Mấy cái kia thì nó nhỏ hơn, nó cũng khoảng tầm lá thôi mọi người. Có dần mớp rồi là ăn là tuyệt vời luôn á. Chắc lượng chưa? Đây, nói là các bạn, nó chất lượng chưa, rất là dài và rất là ngon luôn, quá im. Cái này sao thịt gà là hết sảy luôn các bạn.